三个就是108。哦，OK，好，谢谢你。cái đào này bự là 108 đô cả nhà, 108 đô tiền Việt Nam là cây đào này, 1,7 triệu luôn á, 1,7 triệu gần 1,8 triệu một cây. Nó có chỉ chừa lắm bà nhá. Ồ, cái cây quýt này thì 60 đô một cây cả nhà. Sẽ mua tôi đi văn à? Sẽ mua tôi đi văn liêu sữa à? À, ok, xin chào lắm mình nhá. Ồ, một cây quýt gì 60 đô nha cả nhà. 60 đô quy ra tiền Việt Nam á thì khoảng 920 ngàn cả nhà ơi. Cây này. Ba sữa ba. Ba sữa ba khoai à? Ồ, ok ok. À, cái cây đào này là 88 đô một cây cả nhà ơi. Cái gì vậy cả nhà, Dung không, Dung cũng dốt, Dung không biết, để Dung quay cả nhà xem nha. Xin chào cả nhà, cả nhà ơi, hôm nay Dung mời cả nhà đi chợ với Dung nha, chợ Tết đó cả nhà. À, sáng giờ thì Dung đi lại cái khu chợ mà Dung hay đi nè. Tới bây giờ Dung đang đứng ở ngay cái đầu chợ thì thấy mọi người đi chợ rất là đông luôn. Chợ Tết thì đông vui lắm cả nhà. Chợ những ngày cuối năm, chợ Tết của Singapore đó. Thì Dung mời cả nhà cùng tham quan một vòng chợ Tết Singapore, xem những ngày cuối năm người dân Singapore người ta đi chợ, cảnh chợ mọi người buôn bán và những mặt hàng gì và người dân đi chợ đông vui như thế nào nha. Dung mời cả nhà cùng theo chân Dung đi chợ nha. Hấp dẫn ghê luôn á, không ai bự không à.
rán tôm khô, cá cơm rồi nè, các loại. Thì người ta đi chợ quá trời đông luôn cả nhà ơi. Giờ này là tầm khoảng 7 giờ sáng mà chợ rất là đông người luôn. Bình thường chợ Singapore khoảng tầm 8 giờ rưỡi, 9 giờ, 10 giờ cả nhà mới đông người. Tại vì người dân Singapore người ta ngủ vậy cũng trễ lắm. Ồ, ở đây cũng thấy bán, bắt đầu bán quýt rồi nè cả nhà. Quay mấy cái quýt cho cả nhà xem nha. Ồ, đây bán mấy cái quýt rồi nè cả nhà. Ở trong chợ ta bày bán nha. Ồ, bên đó có bán mấy cây đào nữa nè. Triệu bảy mấy luôn á.
triệu 7 gần 1 triệu 8 một cây. Cây này cũng thấy bự nè. À nè, nay đi chợ thấy rất là vui luôn nha cả nhà. Nó bán bông hoa Tết nè, quá u là đẹp rồi. Sắp ra chậm dân mai à? Mì mai mà chưa à? Thiệt nha cả nhà chứ không phải giả nha cả nhà, thiệt á. Wow, cái quá trời. Dương thấy cái này là nó giống như cái trái đào của mình mà không phải nha cả nhà, nó vàng vàng nó ngộ á nè, quá chừng luôn nè. Cái thân cây thật của nó là có lông lông gì nè. Nhìn đẹp quá chừng cả nhà ơi, một màu vàng luôn. Trời luôn, muốn mua cái loại nào cũng có luôn. À, vô phát hiện ra có bán đồ Việt Nam nữa nè, nước mắm Nam Ư nè. Bán cái sạp này là bán đồ dạng như đồ nấu, đồ gia vị nêm nếm đó cả nhà, các nước. Nước nào cũng có, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc rồi có đầy đủ hết. Thấy cho chứ không mày hả? Thấy cho cho mày là cái gì? Xèo xưa, xèo xưa là thế gì? Thôi giờ đây mà chén này. Cái xa sữa đó mày. Với là nó nhiều sức dụ hả? Alo, lão bạn, chiếc hình hào sơ nghiêm à? Hả? Chiếc hình hào sơ nghiêm à?
差不多了。哎，红蒜，红蒜七块。啊，红蒜几块？有几个分店上哈。用rất là thích cái trái này luôn nè, cái trái này là trái me nước nè. Có sữa bên trong không nhỉ? Ở trong nó có cái cắn này cả nhà.Cái này nước là lâu lắm rồi mới gặp lại à. Cái ớt thôi nè, nó bự, ớt này ớt Malaysia nè cả nhà. Đây là tới khu vực bán cá nha cả nhà这个花蛇，花蛇，它的名叫它野生的，所以它的卡勒很鲜艳。我们有卖饲养虾了。18，18，哎，那个小呢？小的，小的15。哦 ，OK， 谢谢你。啊，这个呢，18đồng ký cả nhà, còn cái nhỏ 15đồng。哇，等一下，等一下，再来买。哇，看它很美啊。Cơm cũng bự nữa. Cây con tin 40. Ồ, cái cua này 40đồng ký cả nhà. Cua bự nhất luôn. Thì cái nã xăng kỹ hoặc thanh mà sẽ thanh 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 tôm xào hả? Wow, hình ta chưa đẹp. Cái cua này, cua biển này loại bự nhất 40đồng ký nha cả nhà. Wow. 40 con tin 40đồng ký cả nhà. Nó là cái y chư khẩn ứng ai sao cô y cung chiên gà.Tao sao à? Ít tiền, ít tiền. Wow, một con này là một ký ba nha cả nhà. Ký hai mấy, ký ba. Wow, tí xưa khăn ta cho mình phản xe cho mất tát chưa. Còn một con là một ký hai mấy, gần ký ba một con cả nhà. 40 đô một ký.Con bẹm nè cả nhà ơi. Cho cái con chim đâu sao à? Mai kỹ quỷ con chim nè. À, Thái Long, cái con quỷ con. Hả? Quỷ con, 3 khoai. 3 khoai à? Cái dẻm xanh liệp 3 đô 1 ký. À, y con chim. Bây giờ y con chim. Chúng mua 1 ký dẻm xanh cả nhà. Có 8 đô 1 ký à? Con bự bự không à?
哎，那个鱿鱼，你卖一公斤多少啊？二十。那木耳还没到给啊，大娘。那个一斤差不多啊，两百块啊。差不多。光那个还怎么样，大娘？Được tạm dừng nha. Thì cũng còn vài ngày nữa bước sang năm mới, Dung cũng gửi lời chúc đến cả nhà dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Cả nhà xem video yêu quý Dung, cho Dung xin một cái like. Và nếu ai mới lần đầu mới biết tên Dung thì bấm đăng ký để nhận được video mới nhất. Dung cảm ơn rất là nhiều. Chia sẻ video giúp Dung nha. Dung xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Bye bye.